Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay mình có review một cái tủ bàn thờ bàn trại nha. Và đây là có giới thiệu bàn trại nha. Đây là bàn thờ bàn trại bằng gò đỏ 100%. Đó. Dân công dân dữ dằn. Đây là chân 12 nha các bạn. Đây là cung điện trụ 12. Bề ngang đây là 81. Chiều mặt hậu vô thì là 67. Ngang 81, chiều cao 1m8. Tại vì chủ khách hàng đặt cách theo bên cái này. Đây là không có hộp đèn nha các bạn. Này là chỉ là chuông. Đây là bàn thờ tại cái này là cũng có cái học nữa các bạn. Đây có cái học ra đó. Để vào được nhiều được. Ồ, đây rất có dân nha. Đây mình nhà mình thờ tại có cái tủ này là đẹp cực kỳ. Đây là cột chạm chạm tay nha. Đây là chạm rồng. Đây. Đây là cột 12 chạm tay. Còn cái này là chạm CNC. Đó. Đây là chạm máy chạm CNC. Đây là rồng. Đây là trụ thì chạm tay. Cũng cầm tay nha các bạn. Đây cầm tay hết. Đây là cầm tay luôn. Đây tối này cầm tay. Đây là chiều đây qua bên đây là 81. Từ đây vô trong này là 67. Bên hông này là chạm các bạn, đây là bên hông này vua nha các bạn. Đây là chạm tay hoàn toàn. Đây là chạm PC là nói cái này là chạm PC thôi. Tất cả đều bằng có đó hết, có đó 100%.
Xin chào các chú các bạn nha. Hôm nay video của chúng ta cũng kết thúc rồi. Hay chúc cô chú anh chị một ngày thật là tốt đẹp và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta cũng làm lại